Em học kinh tế xây dựng của trường đại học xây dựng thì em cũng muốn làm trong Sở Xây dựng Hà Nội. Em rất muốn làm ở nhà nước, đặc biệt là Bộ Ngoại giao. Hiện tại em đang công tác tại Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ ạ. Hiện tại thì em đang làm ở một công ty truyền thông tư nhân ở bên ngoài. Nhưng mà trong tương lai thì em cũng mong muốn là mình có thể được vào nhà nước để công tác làm việc ạ. Vừa mới tốt nghiệp được 4 tháng nhưng thật bất ngờ khi nhiều thủ khoa đã tìm được việc làm. Và còn bất ngờ hơn khi không ít trong số đó chọn công việc nhà nước. Là thủ khoa kép, tức là vừa thủ khoa đầu vào vừa là thủ khoa đầu ra. Thế nhưng Nguyễn Đức Quỳnh vẫn kiên quyết từ chối nhiều lời mời hấp dẫn của các doanh nghiệp để trở về đóng góp cho quê hương Lai Châu đúng với sở trường ngành học về lâm nghiệp như em từng mơ ước. Em mong muốn được vào làm thì là đơn vị nhà nước, có thể là các ở Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hoặc là ở các chi cục kiểm lâm của tỉnh. Mong muốn được cống hiến sức mình vào việc giữ gìn ước màu xanh của quê hương. Xét tuyển đặc cách không qua thi tuyển, hưởng hỗ trợ đãi ngộ thu hút một lần bằng 20 lần mức lương tối thiểu là cách mà Hà Nội đang thực hiện để lôi kéo nhân tài. Nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra nhiều cơ chế ưu đãi hấp dẫn. Được thực tập và công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ thì em thấy môi trường ở đây rất là thân thiện và các anh chị ở đây cũng tạo rất là nhiều điều kiện cho sinh viên mới ra trường. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có địa phương đang bỏ lọt nhân tài. Câu chuyện của em Bùi Thị Hà ở Hà Giang những ngày gần đây khiến dư luận đặt ra câu hỏi, nếu thủ khoa sẵn lòng nhưng địa phương lại không sẵn sàng trải thảm đỏ thì thử hỏi thủ khoa về quê cống hiến phỏng có ích gì?